Bạn này em. Xin chào cha, xin chào bộ đoàn ạ. Dạ, con là Marian Nguyễn Thị Ngác ạ. Con ở giáo xứ Ehaneo ạ. Nhiều bạn bán mới thuật ạ. Con được ơn Chúa ạ. Con bị bệnh thần kinh Nói to lên. Dạ, con bị bệnh thần kinh 27 năm ạ. Con cả thuốc bắc thuốc tây rất nhiều nhưng không khỏi ạ. Rồi con xin Đức Mẹ ban ơn ở Đức Mẹ Giang Sơn ở giáo phận Văn Mỹ Thuận với đổi đánh giá con đi viếng và đi xin thì Chúa đã đụng chạm vào chữ này con ạ. Và con bị bệnh viêm xoang cha, con bị viêm xoang xoàng á, mỗi một lần lau nó sưng hết rồi mặt mới hàm này, con đau đầu rồi đến bây giờ là con Chúa chữa đỡ là con đã khỏi ạ. Thưa cha, con bị bệnh người ta nói là con bị dày nội mạc tử cung ạ, họ phẫu thuật bệnh gì dày nội mạc tử cung ạ. Mà đã phẫu thuật đến lần thứ ba đấy ạ, họ chích cả thuốc hóa chất ạ. Bây giờ cái chân con là bị vẫn còn bị nhức ạ, hóa chất nó vào ấy ạ. Rồi đến một lần con vào bệnh viện Từ Dũ thì người ta nói con là bị một buồng trứng bị hư. Rồi người ta cho con uống thuốc thì con về con họ nói là đấy mà không đỡ thì phải vào mổ ạ. Thì con về con uống thuốc thì được 2 ngày con cứ khấn lòng thương xót với mẹ con khấn thánh xe với Đức Mẹ ạ. À. Thì tự nhiên là thưa cha nó ra một cái cục đúng như một quả tim lợn ạ. Cái cục thịt đấy ạ, mình ở trong bụng con đấy ạ. Nó ra vậy thì nó ở trong nó bằng cái quả tim lợn đấy ạ. Và to bằng quả tim lợn, nó ở đâu? Nó ở trong bụng con đấy ạ. Thì con ra thì con mừng quá mà trong nhà con thì hai đứa con trai lớn con không nói được. Thì khi chồng con về con nói là này, Chúa đã chữa mình rồi. Vậy thì chồng con hỏi con làm gì sao thì bạn là này, Chúa thưa vừa tuỡng ra một cái cục như cục thịt ấy. Thì là con là bệnh. Chúa ra bằng cách nào? Dạ con ra vậy ạ. Con dạ thì con đi vệ sinh đang có cha là cộng đoàn này con có kinh đi xong con ra và nó ra một cái cục mà con dạy thử nó là cái cục thịt chứ không phải là máu ạ. Và rồi mấy bạn biết không hả, mấy bạn hiểu không? Tôi không hiểu. Dạ, vâng, cười thì con chồng con nói là đã tạ ơn Chúa chưa thì con khi con run mà con dở nít gà gà đấy thì con phải cảm ơn Chúa ạ. Và thì con về con mà rồi con cứ tạ ơn Chúa vậy đấy ạ. Dạ, thì con được ba ơn như vậy ạ, con xin hết ạ. Thưa chị em, một người bị bệnh thần kinh 27 năm, bị xoang hàm, rồi là bị cái gì tử cung dày mạc mà dày bì dày bào gì đó, rồi lại u sơ ạ, họ bảo con phải đi mổ ạ, nhưng mà rồi con rồi u sơ tử cung, rồi thì lại cái gì cái cục mà thịt nó bằng cái tim lợn ở trong bụng nó đi ra vân vân. Thì thưa anh chị em, tất cả những cái đó cho ta thấy được rằng là cái gì, cho ta thấy được rằng là đối với Chúa, nếu mình đi theo Chúa như là mắt theo, nếu mình thực sự đi theo Chúa, ai đi theo Chúa giơ tay, ai đi theo tiền giơ tay, ai đi theo tình giơ tay, thằng bé giơ hai tay, thằng 5 tuổi bảo con đi theo tình. Thì thưa anh chị em, nếu mình thực sự mình đi theo Chúa và quyết tâm như vậy thì Chúa sẽ làm cho chúng ta muôn điều kỳ diệu để cho tặng cho con nha. Con cũng vậy, hãy là những mắt thêu đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những cái máy 365 bài giảng, bằng những cuốn sách, những lá thư không gửi, bằng cái móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi bằng chẳng chú ý mình tôi, rồi bằng cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hết chưa? Bằng những đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, chúng ta không còn thời giờ để nhiều cánh tay giơ lên và vặn cánh tay giơ lên nữa để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin anh chị em, chúng ta cứ tiếp tục. Ngày mai, ngày mốt, ngày nào Chúa cũng gửi đến những chứng nhân. Chúng ta cứ kiên nhẫn.